xin kính chào quý vị và các bạn minh hải miền đông hôm nay trở lại đọc và gửi tới quý vị một câu chuyện liên quan đến hôn nhân và gia đình mà người phụ nữ trẻ đã chia sẻ lại cuộc hôn nhân của mình quá oái âm và có một cái kết bất ngờ cô không thể nào tin được và thực hư câu chuyện như thế nào thì sau đây tôi kính mời quý vị cùng các bạn hãy lắng nghe chi tiết mà người phụ nữ trẻ này đã chia sẻ lại tình cảnh hôn nhân của mình như thế nào xin kính mời lắng nghe con linh thiêng về chứng giám Hôm nay mẹ sẽ giúp con loại trừ mầm mống hậu họa Mà vợ con mang về Rồi bà lấy gói thuốc phá thai Định bóc hỏa vào cháo cho con dâu ăn Hải con trai bà hậu Vì mãi mê với sự nghiệp Nên mãi tới 30 tuổi mới lập gia đình Nhưng vừa mới cưới vợ được ba hôm Thì anh lại phải đi công tác ngay lần đó mẹ hải bảo con trai đi hết lần này rồi xin chuyển về gần còn sinh con đẻ cháu cho bà chứ để vợ nó ở nhà thế này thì tội nó hải ôm mẹ vào lòng và hứa với mẹ là như vậy ngày hải đi thảo vợ anh buồn lắm nhưng cô chỉ biết khóc thầm để chồng không lo lắng gì cả suốt đêm ấy hai vợ chồng nằm nói chuyện bên nhau anh động viên vợ ở nhà cố gắng vượt qua khó khăn hết đợt công tác anh sẽ về hải còn dặn vợ mẹ anh hơi khó tính nên bà nói gì cũng kệ đừng để ý làm gì đánh xung đột xảy ra anh không có ở nhà thì sẽ không có ai bên được vợ đâu hải đi rồi cuộc sống ở nhà vẫn cứ bình yên tôi qua nghe lời chồng thảo cố gắng lấy lòng mẹ chồng nên bà Hậu cũng có thiện cảm khá tốt với con dâu mới Tuy nhiên Tròn 3 tháng sau khi Hải đi Thì ở nhà nhận được tin dữ Anh bất ngờ bị lũ cuốn khi đang làm việc Dù đồng nghiệp đã cố gắng tìm kiếm Nhưng vẫn không thấy xác của anh Tình buồn báo vệ Cả nhà Hải chết đứng Mẹ mất con Vợ mất chồng Tiếng khóc tang thương khắp xóm Đứa con trai duy nhất vừa làm đám cưới đã vội vã ra đi Để lại người vợ tẻ bơ vơ Bố chồng Thảo ốm liệt cả tháng trời Thảo ngày nào cũng thắp hương khấn vái bàn thờ của chồng Rồi khóc cả tiếng Tuy nhiên Vì nhà chỉ có bố mẹ chồng và cô Bố chồng thì như thế rồi Cô phải là trụ cột Là chỗ giữa của cả nhà Nếu cô cũng quỷ Thì lấy ai chăm sóc bố mẹ chồng Vậy là Thảo lại nén nỗi đau đứng dậy chèo chống cả nhà vượt qua nỗi mất mát lớn này. Dạo đó, dạo đó cũng nhờ có con dâu tận tình tìm thầy tìm thuốc mà sức khỏe của bố chồng Thảo đã qua cơn nguy kịch. Nhà chồng Thảo biết ơn cô vô cùng. Mẹ chồng Thảo đi đâu cũng khoe con dâu. Bà bảo, dục nó đi lấy chồng mà nó không chịu. Nó còn trẻ tôi thương nó quá. Nhưng thôi, nó có tình có nghĩa như vậy Thì tôi cứ để cho nó chịu xong tang chồng 3 năm Thì tôi sẽ tìm chồng cho nó Lúc đó tôi sẽ bắt bằng được nó phải cưới chồng Làng xóm ai cũng cảm động về tình cảm mẹ chồng nàng dâu của bà Hậu Thế nhưng Chuyện không ngờ đã xảy ra làm đảo lộn hoàn toàn mối quan hệ tốt đẹp đó. Khi chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày dỗ thứ ba của con trai, thì bà Hậu bất ngờ phát hiện con dâu mang thai. Hôm đó đang ăn cơm, bà thấy Thảo đột nhiên chạy vào phòng vệ sinh nôn ẹ dữ dội và chăm chú theo dõi và khẳng định Thảo đã có bầu. Con trai chết mà tự dưng con dâu có bầu thì đích thị là chữa khoang rồi. Bà không ngờ Thảo lại là đứa như thế. Bà đã hứa là đợi xong dỗ thứ ba của con trai, bà sẽ đi tìm chồng cho con dâu cơ mạ Thật không ngờ Hóa ra bao lâu nay con dâu chỉ là diễn kịch với nhà bà Bên ngoài cô ta tặng tiệu tai gái mà ông bà không hay biết Trước sự tra hỏi của mẹ chồng của Thảo Thảo không giấu được chuyện mình mang bầu Nhưng lại cương quyết không nói tác giả cái thai là ai Cô chỉ cầu xin bà đừng đuổi mẹ con cô đi Tội nghiệp cái thai trong bụng bà hậu cố gắng đợi tới ngày dỗ con trai rồi thực hiện kế hoạch của mình sáng sớm hôm ấy sau khi bày hoa quả lên bàn thờ của con bà xuống bếp bưng bát cháo gà lên trước bàn thờ con trai và khấn con linh thiêng thì vệ chứng giám hôm nay mẹ sẽ giúp con loại trừ mầm móng hậu họa mà vợ con mang về cái nhà này rồi bà lấy gói thuốc phá thai định bóc hòa vào cháo rồi mang cho con dâu Nhưng vừa mới bóc gói thuốc thì tự dưng bà thấy tay mình run run rồi mắt hoa lên Rồi chợt nghe có tiếng gọi Mẹ ơi quen thuộc Bà giật mình quay lại thì sững sờ khi thấy đứa con trai chết mất xác Ba năm nay về đứng tựa cửa nhìn vào Tai bà nghe rõ giọng van xin thảm thiết của con trai Mẹ ơi đừng mà mẹ Mẹ đừng làm thế con xin mẹ đừng làm thế Bà hậu định chạy ra kéo con vào Thì bất ngờ tiếng động khiến bà giật mình tỉnh cơn mơ Và tiếng bát vỡ Không hiểu sao bát cháo rơi xuống nền vỡ tung tóe Gói thuốc phá thai bà cầm trên tay cũng rơi xuống đất tử khi nào Bà cứ ngồi thất thần như thế Mất 30 phút mới đứng dậy dọn dẹp mọi thứ được Trước khi con dâu xuống dưới nhà Từ hôm đó Thi thoảng bà lại mơ thấy con trai Nhưng nó đứng xa quá Bà không rõ mặt Không hiểu vì lý do gì mà Hải lại không cho bà hại đứa bé ấy Cho tới 9 tháng sau Khi Thảo lâm bồn Bà không đưa con dâu đi đẻ Mà để thông gia đưa con đi Nhưng khi con dâu và cháu về Nhìn thấy đứa cháu mới sinh ra mặt bà tái mét lại Nó giống con trai bà như đúc Bà không tin ở mắt mình nữa sau khi thảo sinh con được một tuần bất ngờ hải trở về bà hậu nhìn thấy bóng con từ xa ngỡ mình lại nằm mơ nhưng bà vẫn lao ra túm lấy con vì không muốn con chạy đi nữa nhưng thật không ngờ lần này con bà không chạy mà cứ đứng yên cho bà sờ nắm bóp từ mặt đến chân mẹ ơi con trai mẹ về rồi con bằng xương bằng thịt vẫn sống trở về với mẹ đây vợ ơi anh về rồi và lúc này mọi sự thật mới được sáng tỏ lần đi công tác đó cũng là lần hại làm công việc tuyệt mật vì phải đảm bảo bí mật nên tổ chức đã tung tin anh chết mất xác để che giấu thân phận và cái ngày gần dỗ thứ ba của mình anh đã về thăm vợ địa điểm gặp cũng không phải là ở nhà đó là lý do anh có đứa con bé bằng này bà hậu thắc mắc hỏi con trai xem con có về nhà lần nào không thì hải nói không lúc này mới choàng tỉnh suốt chút nữa bà đã hại cháu mình may mắn bà đã dừng tay đúng lúc vậy mà bao lâu nay con dâu bà đã phải chịu tiếng oan bà hối hận vô cùng